Lê Tiền xin kính chào quý ông bà, cô, chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem kênh của Lê Tiền nha. Hôm nay, Lê Tiền xin chia sẻ cùng cả nhà cách làm món nấm bạch tuyết chả lụa chay sốt mặn ngọt nha cả nhà. Cách làm như thế nào? Mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Nguyên liệu gồm có, mình có 500g nấm bạch tuyết, 150g chả lụa chay, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường cát, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào chay, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 50g hành tím mình đã băm sẵn rồi. Đầu tiên mình sẽ cắt đòn chả lụa chay này của mình ra nha cả nhà. Nếu không có chả chay thì cả nhà có thể sử dụng bằng tàu hũ chiên cũng được nha. Mình sẽ cắt chả lụa chay thành những miếng nhỏ như vậy nè. Chả lụa chay mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ pha phần nước sốt luôn nha. Đầu tiên mình cho vào 2 muỗng canh đường cát, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm chay, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào. Và mình sẽ cho vào 100ml nước nha cả nhà. Mình khuấy đều hỗn hợp này lên. Tiếp theo mình cho vào 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc sẽ làm cho món ăn này của mình màu sắc sẽ được đẹp hơn. Mình bắt một cái chảo lên bếp đợi cho chảo nóng lên. Sau đó mình cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu ăn đã nóng lên, mình sẽ cho hết 50g hành tím mình đã băm nhuyễn vào. Và mình sẽ xào cho phần hành tím này vàng và thơm lên nha cả nhà. Khi phần hành tím của mình đã vàng và thơm lên rồi, bây giờ mình sẽ cho chén nước sốt vào luôn nha. Mình sẽ nấu phần nước sốt này sôi bừng lên trong vòng 1 phút nha cả nhà. Mình tắt bếp và nhấc chảo nước sốt của mình xuống. Tiếp theo mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo khác và mình cũng cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình sẽ cho hết phần chả chay của mình nè vào mà mình sẽ chiên cho cái phần chả chay này của mình hơi rám vàng lên một chút nha. Chả chay rám vàng như vậy là được rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho hết 500g nấm bạch tuyết vào và mình sẽ xào phần nấm này trên bếp khoảng 2 phút. Sau khi mình xào nấm được 2 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho hết phần nước sốt vào trong cái chảo nấm của mình luôn nha cả nhà. Nấm khi mà mình xào trên bếp á, thì nấm sẽ ra rất là nhiều nước. Để hạn chế nấm ít ra nước, mình sẽ xào với mức lửa lớn nha. Chảo nấm của mình xào trên bếp được 15 phút rồi nè cả nhà. Thì cả nhà thấy nè, lúc này á, thì cái chảo nấm của mình á, nó cái phần nước nó chỉ còn sền sệt như vậy ha. Như vậy thì nấm của mình đã chín và cũng đã thấm đều vào trong nước sốt rồi cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ bài nấm của mình ra dĩa nha cả nhà. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa và mình cũng đã trang trí dưa leo xung quanh cái dĩa rồi. Mình múc nấm cho ra dĩa nha. Cả nhà nhìn thấy nè, nấm có màu sắc rất là đẹp luôn cả nhà ha. Khi mình cho ớt bột Hàn Quốc vào trong món ăn,
Món ăn của mình vừa đẹp mà ớt bột Hàn Quốc có thì lại có cái vị cay nhẹ nhẹ nữa, sẽ làm cho món ăn của mình ngon hơn đó cả nhà. Cuối cùng, mình trang trí lên dĩa nấm của mình vài lá ngò rí nữa để cho món ăn của mình đẹp hơn, và ngò rí thì rất là thơm rồi đúng không cả nhà? Vậy là món nấm bạch tuyết chả chay sốt mặn ngọt của mình đã xong rồi. Món này thì mình ăn với cơm trắng nha. Mình sẽ gắp nấm bạch tuyết nè, chả chay nè, mình cho vào trong chén cơm của mình nha. Nhìn thấy hấp dẫn quá luôn rồi cả nhà ơi. Mình mời cả nhà cùng ăn một cái nấm bạch tuyết với mình, xem nấm có ngon không nha. Nấm giòn sừng sực, độ mặn, độ ngọt vừa phải, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Mình ăn thêm một miếng chả chay nữa nè. Món này quá là ngon luôn đó cả nhà. Vào những ngày ăn chay, mình chỉ cần làm một món ăn này thôi là mình đã ăn với cơm được rồi đó cả nhà. Không cần phải làm nhiều món nha. Đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình nha. Video của mình sẽ công chiếu vào lúc 18:30 tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần. Cả nhà nhớ đón xem giúp mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye!